Thời gian qua những vụ việc đau lòng xảy ra chỉ vì chén chú, chén anh, quá đà đã gây nên nhiều ám ảnh cho dư luận. Mới đây nhất, hai anh em cùng nhà tại Đồng Nai đã bị bàn nhậu truy sát khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Sáng ngày 17 tháng 7, đại diện công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn theo hồ sơ vụ án, tối 15 tháng 7, hai anh em Võ Văn Thân, 28 tuổi, và Võ Văn Thương, 26 tuổi, cùng ngụ huyện Tánh Linh, Bình Thuận, nhậu với 7 người khác gồm Nguyễn Trần Đăng Kha, Huỳnh Văn Nhẫn, Nguyễn Văn Phong, Lê Minh Thuận, Trần Xuân Lộc, Đoàn Văn Vũ, Nguyễn Thành Tú. Trong lúc nhậu, anh em thân và nhóm người trên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát cự cãi đến đỉnh điểm. Nhẫn và Phong dùng hung khí truy sát, khiến Thương và Thân bị thương nặng. Thương và Thân được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng Thương tử vong khi trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 7, lực lượng chức năng đã bắt được Huỳnh Văn Nhẫn đang trốn tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc và Nguyễn Văn Phong tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ. Đến 9 giờ cùng ngày đã bắt được các đối tượng liên quan còn lại tình trạng uống rượu bia gây án mạng và thương vong nghiêm trọng xảy ra ngày càng nhiều những mối quan hệ vợ chồng anh em ruột thịt hay bạn bè hàng xóm láng giềng bỗng chốc trở nên ly tán do bia rượu qua vụ việc trên mỗi người nên học cách tự chủ kiểm soát bản thân để không dẫn tới những hậu quả đau lòng